nào quý vị? Đã sẵn sàng để chúng ta bắt đầu cho 3 ngày hội chợ chưa? Kính thưa quý vị, vậy là một năm đã trôi qua, một năm với những bề bộn lo toan, những khó khăn nhọc nhằn vất vả. Bên cạnh đó có những niềm vui hạnh phúc với những thành công mà chúng ta đã gặt hái được trong năm tháng qua. Hàng năm cứ vào cuối tháng tư, giáo xứ Các Thánh Từ Đạo cùng với giáo hội tưng bừng mừng con Chúa phục sinh đã đến trần gian để cứu chuộc cho nhân loại. Chính vì lẽ đó, ngay sau khi Chúa Giêsu chịu chết và sống lại, giáo xứ chúng ta tổ chức có 3 ngày lễ hội gọi là Crawfish Festival để chung vui với tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Vâng, tất cả mọi người chúng ta cùng sum họp, cùng nhìn lại những chuỗi ngày tháng qua để chúng ta cùng nhau vui chơi, trò chuyện với nhau với những kinh nghiệm, những thành quả mà chúng ta đã đạt được trong những năm qua. Để mở đầu cho chương trình văn nghệ, để mở đầu cho 3 ngày hội chợ hôm nay, thưa quý vị, tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị cô MC Thanh Thanh. Hello Thanh Thanh. Anh nghe nói cấp này không những em đã là một người MC ở trong tiểu bang mà còn ra ngoài nhiều tiểu bang nữa, có đúng vậy không? Dạ, dạo này em cũng và lời nói đầu tiên thì một lần nữa Thanh Thanh xin được trân trọng, hân hoan và hớn hở để được chào mừng tất cả quý quan khách ngày hôm nay đến với giáo xứ Các Thánh Từ Đạo Việt Nam để chúng ta cùng chung vui 3 ngày hội chợ mừng Chúa phục sinh với chủ đề năm nay. Và vừa rồi anh Tuấn có hỏi Thanh Thanh là Thanh Thanh đã bay ra khỏi tiểu bang Texas. Yes, em đã bay ra khỏi vì thế. Ngày hôm nay quý vị thấy Thanh Thanh bắt đầu mọc cánh mọc lông rồi quý vị. Có đúng được biết là Thanh Thanh không những vừa là MC, vừa đẹp lại còn là ca sĩ nữa. Tuy nhiên anh cũng biết được là năm nay em cũng đã từng vì là giáo dân của giáo xứ cho nên em đã bỏ những cái show diễn của em trong những show diễn khác để em về đây để mà cùng giúp cho giáo xứ của chúng ta, có đúng vậy không? Dạ Thu Vân ạ, cảm ơn anh Tuấn. Thực sự ra là đây là giáo xứ nhà của Thanh Thanh, của gia đình của Thanh Thanh cũng như là của tất cả quý vị. Vì thế thì dù bất cứ là có những cái show nào có trùng vào trong 3 ngày hội chợ này chăng nữa, Thanh Thanh cũng rất là vui để mà ở lại đây với giáo xứ, với tất cả quý vị và cùng chung vui với tất cả quý vị. Và kính thưa tất cả quý vị, để chúng ta trước khi bắt đầu chính thức cho chương trình văn nghệ, chúng con ở nơi đây xin một lần nữa quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để gửi đến cho cha chánh xứ giáo xứ Các Thánh Từ Đạo Việt Nam, cha Vũ Thành lên sân khấu để chúng ta bắt đầu khai mạc. Chúng con xin chào cha. Xin cảm ơn anh Tuấn, trưởng ban văn nghệ, và ca sĩ Thanh Thanh là MC chính của lễ hội Crawfestival. Qua những lời chào mừng của hai nhân vật chính của ban văn nghệ, tôi cũng xin được chào mừng tất cả quý vị. Và tôi chỉ tóm lại tất cả những điều mà mấy người vừa nói, đó là lễ hội Crawfestival mừng Chúa phục sinh. Mọi người thưa Alleluia, Alleluia, mừng Chúa phục sinh. Sở dĩ chúng tôi có một cái danh hiệu mừng Chúa phục sinh là anh chị em sẽ có một cái dịp nhìn thấy giáo xứ của chúng tôi, những người mặc cái áo như này, 1.200 người, muốn đem đến cho quý vị những cái niềm vui của Chúa sống lại. Và nếu quý vị đưa vào trong nhà thờ thì quý vị sẽ nhìn thấy Chúa Giêsu phục sinh hiện ra và chữa lành tất cả mọi người, gọi là lòng Chúa thương xót, Chúa tình thương. Cho nên hội nghị của chúng tôi, lễ hội Crawfish Festival mừng Chúa phục sinh, mừng Chúa tình thương, và vì thế cho nên anh chị em sẽ cảm nhận được cái tinh thần phục sinh, một cộng đoàn phục sinh len lỏi trong hết tất cả trái tim của những người. Mà anh chị em nhìn vào trong cái nhà bếp đó,
anh chỉ là một cái thiểu số những người trong nhà bếp. Còn ngoài ra anh em cho thấy có rất nhiều những người mặc áo vàng như thế này, đó là những người của giáo xứ các thánh từ đạo Việt Nam, và muốn chiếu rải một cái niềm vui cho tất cả mọi người. Chúng tôi vừa một dâng thánh lễ tạ ơn, một dâng thánh lễ cầu cho tất cả quý vị đến được bình an và ra về bình an, được một cái niềm vui trọn vẹn 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ. Và hôm nay nhân danh là cha chánh xứ, tôi chính thức tuyên bố khai mạc Crawfestival năm thứ 17, mừng Chúa phục sinh. Alleluia. Bây giờ thì tôi xin được giới thiệu ban tổ chức là ông Vũ Minh Hóa, chủ tịch hội đồng mục vụ của giáo xứ các thánh từ Việt Nam. Xin kính mời ông trưởng ban tổ chức. Còn cảm ơn cha xứ rất là nhiều. Thay mặt ban tổ chức mừng Chúa Phục Sinh Crawfish Festival năm 2019, chúng tôi rất hân hoan được chào mừng quý cha, quý thầy cũng như tất cả quý vị với những khuôn mặt thân quen, cũng như là những quý vị quan khách từ nơi xa đến đây, lời chào mừng tốt đẹp nhất trong ngày khai mạc. Vâng, kính thưa quý cha, quý thầy cũng như toàn thể quý vị, như chúng ta đã nghe mục đích của giáo xứ các thánh từ đạo Việt Nam là có hội chợ này, ngoài hai mục đích chính là mừng Chúa Phục Sinh Crawfish Festival, và chúng tôi cũng muốn đem lại cho tất cả những quý vị, chúng ta thấy trong những ngày vừa qua và đặc biệt ngày hôm nay cũng như cuối tuần này, chúng ta sẽ được thời tiết rất là thuận lợi và rất là tốt đẹp. Chính vì vậy mà chúng tôi muốn đem đến cho quý vị những cái niềm vui, thứ nhất mừng Chúa Phục Sinh, thứ hai là chúng ta cùng gặp gỡ nhau trong thời tiết tốt đẹp để chia sẻ, ít nhất là trong cuối mùa xuân này mà chúng ta còn được hưởng được một cái thời tiết phải nói là tuyệt vời ở thành phố Houston của chúng ta. Thì đây là cái cơ hội mà chúng ta gặp gỡ nhau, cùng nhau chào đón quý vị một lần nữa, và kính chúc quý vị có được những ngày hội chợ thật là vui tươi, thật là thoải mái, và thưởng thức những món ăn đặc biệt của giáo xứ cũng như thưởng thức chương trình văn nghệ rất là đặc sắc. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Ngoài ra, còn nếu quý vị nhìn thấy có những chuyện gì, quý vị có thể thấy là
Hey everyone, tons of people here, lots of different food. I got myself a sandwich, I'm gonna sit down and eat it. Và kính thưa tất cả quý vị, Thanh Thanh xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều đã lắng nghe trong cái thời gian qua. Thanh Thanh gửi đến tất cả quý vị một vài thông báo nho nhỏ. Và bây giờ, khỏe rồi quý vị? Khỏe rồi đó, bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu chương trình văn nghệ. Và kính thưa tất cả quý vị, để mà trước khi Thanh Thanh giới thiệu đến tất cả quý vị những ca sĩ thì chúng ta phải cần có thứ nhất âm thanh và ánh sáng. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để gửi đến cho Vision Sounds and Lights. Thank you, Vision. Và sau đó thì Thanh Thanh xin quý vị cho một tràng pháo tay thật là lớn hơn cái tràng pháo tay vừa rồi để gửi đến cho ban nhạc The Crystal. Oh yeah. Và quý vị cho phép Thanh Thanh để xin giới thiệu từng thành viên của ban nhạc Crystal. Chắc có lẽ quý vị nhìn xa thì quý vị không biết anh nào đó quý vị, anh nào cũng giống nhau hết. Và tài thì anh nào cũng tài giống nhau hết. Nhưng mà tuổi thì có khác nha quý vị. Thanh Thanh thì rất là thân với tất cả các anh trong ban nhạc, cho nên là Thanh Thanh đùa như thế nào nữa mấy anh cũng không bao giờ giận đâu. Bởi vì Thanh Thanh là người giới thiệu tất cả các anh đến cho tất cả quý vị. Thứ nhất, xin quý vị cho keyboard một tràng pháo tay thật lớn, anh Phong. Yeah. Anh Bass, anh Minh. Và anh Hiệp, guitar. Ba người cuối cùng nặng ký nhất mà có bà con họ hàng với rất là nhiều ca sĩ như ca sĩ Thiên Tôn nè, Henry Chúc nè. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để gửi đến cho tay trống kỳ cựu của thành phố Houston, anh Hải. Từ San Jose đến với thành phố Houston chúng ta, nam ca sĩ anh Tuấn. Anh Tuấn xin được kính chào quý cha, quý sơ và toàn thể quý vị có mặt trong hội trường của tối hôm nay. Anh Tuấn rất là hân hạnh năm nay được góp mặt trong chương trình hội chợ hàng năm của giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam tại thành phố Houston. Và xin được kính chúc quý vị có những ngày tham dự hội chợ của giáo xứ thật nhiều niềm vui và thật nhiều ý nghĩa. Xin cảm ơn rất nhiều. Và để mở đầu chương trình ca nhạc hôm nay, xin mời quý vị cùng nghe một bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh. Bài hát được mang tên Nỗi Lòng. Xin cảm ơn. Rất là mảnh khảnh, rất là dễ thương và giọng hát thì tuyệt vời. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để gửi đến cho nữ ca sĩ Như Ý.
Lần đầu tiên Trang Như Ý xin được gửi đến tất cả quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Trước tiên là Như Ý phải cảm ơn đến những nhà bảo trợ đã cho Như Ý có cơ hội được đến với giáo xứ của mình ngày hôm nay trong một cái lễ hội Crawfish rất là đông đảo quý vị tại thành phố Houston. Và cho nên là lần đầu tiên đến với chương trình của mình, Như Ý chọn một ca khúc mới để gửi đến cho tất cả quý vị. Đây là bài hát mà rất may mắn là khi mà Như Ý trình diễn ca khúc này tại Thúy Nga Paris by Night trong năm vừa qua, năm 2018. Và đó là cuốn 124 với chủ đề là Anh Trai Mùa Xuân. Thì nhận được rất là nhiều sự yêu thích từ quý vị khán giả. Cho nên ngày hôm nay, trước khi mà Như Ý đến đây thì cũng đã có nhận được lời yêu cầu muốn Như Ý hát ca khúc này. Cho nên Như Ý chọn bài hát này là ca khúc đầu tiên gửi đến cho tất cả quý vị, một sáng tác của nhạc sĩ Võ Hoài Phúc, phổ thơ của Huỳnh Tuấn Anh. Xin gửi đến tất cả quý vị ca khúc mà tựa đề Vô Cùng, hay còn có một cái tên khác là Vì Anh Thương Em. Anh nghe gì không? Từng hạt mưa đã gọi tên em, bỗng thấy thương cây bàng non, thương chiếc bóng cô phòng. Đâu là cô đơn nếu mình nghe nhau trong hạt mưa, trong tiếng khóc mưa rơi, trong tiếng mưa cười và tiếng trái tim từng đêm gõ trên lá cây bạc non. Anh nghe gì không hỡi anh? Vì anh thương em như thương đồng hương của chúng ta. Và kính thưa tất cả quý vị, trở lại với chương trình văn nghệ, Thanh Thanh rất là hân hạnh để giới thiệu một lần nữa tiếng hát này quý vị đã thưởng thức trong những năm vừa qua ở ngay tại sân khấu này, ở trong cái khu viên của Hội trường Giáo xứ Cách Thánh Tự Đạo Việt Nam rồi. Và quý vị cũng đã rất là yêu mến. Vì thế năm nay ban tổ chức lại một lần nữa hân hạnh để mời anh trở về với giáo xứ, cũng như là mời anh một lần nữa cống hiến tài năng và tiếng hát của anh đến với tất cả quý vị đồng hương của chúng ta. Xin về cho một tràng pháo tay thật lớn để đến cho nam ca sĩ Đừng Bảo. Đừng Bảo xin kính chào cha và kính chào tất cả quý ông bà chị em của cộng đoàn giáo xứ Cát Thánh Tự Đạo. Vâng, bài hát đầu tiên mình bảo xin gửi đến quý vị là một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, bài hát mang tựa đề Về Đây Em. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Vâng,
trời trắng xóa cho tâm tư bao tháng ngày qua. Đời còn nhiều nhung nhớ, cho dù tình mình đã lỡ, vẫn mong cho bóng người quay về. Về đây tìm về quá khứ đã cho đôi ta mộng mơ. Về đây em một trời như thơ sẽ cho ta những kỷ niệm xưa. Tình còn nhiều tha thiết và đời một màu xanh biếc. Chắc em không nỡ lòng ra đi. Ta yêu em trong giấc mơ dài, ta yêu em trong những cơn say. Một trời đàn ái, mình hãy sớm cùng nơi người ta. Ta bên nhau quên hết u sầu, vui bên nhau cho hết đêm thâu. Tình yêu sẽ mang ta đến. Trong buổi gây quỹ ngày hôm nay là chào thân thương và đồng ấm nhất. Dạ. Dạ. Quý vị nghe giọng của em có khác không? Có không? Vẫn ngọt như ngày nào. Lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi thì Vân mới trở lại giáo xứ Tứ Thánh Tự Đạo, dường như là 5 năm rồi đó nhỉ. Nên là rất là nhớ cái không khí ở đây. Thì hôm nay thì Vân đến rất là vui và rất là háo hức được về lại giáo xứ. Nhưng mà có một cái điều hơi chia sẻ một chút xíu quý vị, đó là cái giọng hát của em không có được như ý lắm. Sáng nay phải vào phòng mạch của bác sĩ Huy, là một cái người con của giáo xứ luôn, thì chích cho Vân một mũi thuốc. Nên là bây giờ thì Vân cố gắng hết sức để có thể hát cho quý vị nghe, nhưng mà sẽ không có được như 100% như là Mai Thiên Vân hát mỗi khi quý vị. Có gì quý vị thông cảm cho em được không ạ? Vâng, cho nên là Mai Thiên Vân mới bị chích thuốc nên vẫn còn đang xe thuốc. Nên là Mai Thiên Vân sẽ bây giờ hát cho mình hát bài gì nè, bây giờ mình giới thiệu cho quý vị. Bây giờ hát với Định Bảo thì Vân có nhờ Bảo là hôm nay đỡ cho Vân một chút xíu đi, một mình Vân có thể phân đảm không có nổi. Nên là sau đây Vân và Định Bảo sẽ hát tặng quý vị một bài hát được mang tên Lâu Đài Tình Ái. Được không quý vị? Cái này em không có bị, không phải là viêm họng bình thường mà giống như là bị tắc tiếng luôn. Nên là cố gắng, có thể là có tiếng có, tiếng không quý vị nha. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Chào bắt tay cho Định Bảo quý vị. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. Đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên ngàn năm. Đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta và trời cao thành hương miền xa, khai lên đăng quang vũ trụ trong đèn.
tràng vỗ tay cho Đình Bảo. Hôm nay em la hết nổi rồi. Em chỉ có thể là hát giọng trầm giống như các anh vậy thôi. Thì sau đây thì em sẽ gửi tặng quý vị một bài hát thánh ca được không? Nhưng mà sẽ không có hát theo cái key như bình thường. Sẽ hát thấp hơn một chút xíu để mình cố gắng hết sức của mình để có thể được cái gì hay cái đó vì nha. Thì bài hát được mang tên Con Dân Chúa. Con xin mời vị thưởng thức bài hát này. Nắm cho em My. Dạ. Nghe nhiều một số người thân quen ở đây đó là nói là những người lớn thì nghe Mai Thiên Vân thì hôm nay thì quý em nên là cố gắng để đến xem Mai Thiên Vân hát. Nhưng mà em rất là cảm ơn cho tình cảm quý vị. Con xin mời vị vỗ tay lên cho vui được quý vị. Con dâng Chúa đôi tay này từ bần tàn làm cho thế này. Con dâng Chúa đôi bờ vai cái đông đang chiếm bao ngày. Con dâng Chúa đôi chân này đi tìm hạnh phúc miên man. Vì ngày mai con lo nay, vì tương lai con lo hiện tại, bởi trời quay phim và để quay lại những, có thể là chụp những cái tấm hình để giữ lại những kỷ niệm. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều. Và có một cái em bé đó cũng bà hay là mẹ đó là dẫn đến là nói là Mai Thiên Vân hát cho em bé nghe cái bài Cầu Cho Cha Mẹ Hai. Nhưng mà chắc có lẽ là cô Vân thì hôm nay bị bệnh nên là
ban tổ chức cho cô Vân hát hai bài để dưỡng giọng chút xíu, cô Vân ra hát tiếp chứ bây giờ hát liên tục sợ bể tiếng luôn, sẽ không có đủ để cái để hát cho quý vị nghe, nên là một xíu nữa cô Vân hẹn tu hai thì sẽ hát cầu cho cha mẹ ha. Vâng, rất nhiều quý vị nha, lần sau em sẽ hát bù thêm. Cảm ơn Thanh Anh, xin cảm ơn sự thông cảm của tất cả quý vị đối với nữ ca sĩ Mai Thư Vân. Quý vị biết là ca sĩ thì cũng chỉ là ca sĩ thì cần có cái giọng hát cũng như là MC, ngay cả Thanh Anh nhất là khi mà mình bị allergy, nó cứ nghẹt ở đây nè, nói không được mà hát cũng không xong. Quý vị phải nói là một lần nữa, Thanh Anh xin thay mặt cho nữ ca sĩ Mai Thư Vân xin cảm ơn sự thông cảm và sự đón chào của tất cả quý vị đối với nữ ca sĩ Mai Thiên Vân cũng như là tất cả những ca sĩ đang có mặt ngày hôm nay trong buổi hội chợ Crawfish ngày đầu tiên cùng với là ban nhạc The Crystal. Và kính thưa tất cả quý vị, và để tiếp nối chương trình thì ở nơi đây Thanh Thanh một lần nữa xin rất là hân hạnh để giới thiệu đến tất cả quý vị một người nữ ca sĩ với một trong một bộ áo dài rất là thướt tha, rất là đẹp, và với cái giọng hát đây, Thanh Thanh nghĩ là đây là một giọng hát trên cả tuyệt vời, và quý vị đã từng yêu thích cô, cô cũng đã từng cộng tác với lại trung tâm Asia, và ngày hôm nay đến với giáo xứ, Thanh Thanh được biết là đây là năm thứ hai mà cô về giáo xứ mình. Xin quý vị hãy cho một tràng vỗ tay thật là lớn, thật là cao và thật là giòn để gửi đến cho nữ ca sĩ Hoàng Anh Thư. Vincent. Yes. Okay. Cảm ơn chị Thanh Thanh. Hoàng Anh Thư xin được gửi lời chào đến quý cô bác, các anh chị đã có mặt trong chương trình hội chợ ngày hôm nay, là chào thân thương. Yeah. Quý vị có khỏe không ạ? Hoàng Thư rất là vui vì đã rất là lâu rồi Hoàng Thư đã hát ở giáo xứ, và rất là lâu Hoàng Thư đã không có quay trở về đây. Bây giờ lại một lần nữa được quay trở về để gặp gỡ với lại tất cả quý vị. Và trong ngày hôm nay Hoàng Anh Thư cũng không quên xin cảm ơn một người cô đã sponsor cho Hoàng Thư trong chương trình của ngày hôm nay. Xin cảm ơn cô. Và Hoàng Anh Thư cũng mến chúc cho tất cả quý vị một đêm ca nhạc thật là nhiều niềm vui, thật hạnh phúc. Yeah. Em xin lỗi em, chị xin một giây thôi. Kính thưa tất cả quý vị, là Thanh Thanh vừa rồi có dặn mà lo giới thiệu em gái xinh đẹp dễ thương này, cái quên mất tiêu là mình phải giới thiệu. Mình phải giới thiệu xinh đẹp. Mình phải giới thiệu tất cả các anh chị em ca sĩ ngày hôm nay. Thanh Thanh được thấy là nam ca sĩ Đình Bảo, anh Tuấn cũng như là Như Ý, những ca sĩ mà vừa rồi quý vị đã thưởng thức, thì tất cả những anh em ca sĩ đó sẽ đi xuống từng bàn của tất cả quý vị để gửi đến tất cả quý vị những tấm vé số để mà ủng hộ cho giáo xứ. Quý vị thấy là đây là cái lồng vé số của chúng ta, và Thanh Thanh nhìn thấy bây giờ rất là cạn. Mong là tất cả quý vị yêu mến giáo xứ, yêu mến cái ngôi giáo xứ chung của tất cả quý vị cũng như là người cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta, thì mong là tất cả quý vị nhớ mua vé số ủng hộ. Và Hoàng Anh Thư đương nhiên hát xong cái phần của Hoàng Anh Thư thì Hoàng Anh Thư cũng sẽ giúp giáo xứ. Cảm ơn em rất nhiều. Xin trả lại em. Và một lần nữa Hoàng Anh Thư xin kính mời tất cả quý vị, chúng ta hãy một lòng để mà ủng hộ giúp đỡ cho nhà thờ mua vé số. Hoàng Anh Thư xin cảm ơn tất cả quý vị. Và sau đây Hoàng Anh Thư cũng có một bài hát rất là quen thuộc xin gửi đến cho tất cả quý vị, mà tất cả quý vị ở dưới đây thuộc, hãy cùng hát với Hoàng Anh Thư bài này nha. Bài này rất là quen thuộc, rất là quen thuộc luôn. Bài hát với tựa đề Tôi Tình Kết. Quý vị ơi, vỗ tay cho vui được không ạ? Quý vị vỗ tay theo Hoàng Thư theo bài hát này nha. Quen không quý vị? Quen nha. Quý vị ơi, vỗ tay theo ạ.
sẽ sống lại. Tôi tin một cuộc sống đời đời. Hoàng Thu không biết có món quà gì hơn nên gửi bài hát này gửi tặng đến giáo xứ của mình. Và cảm ơn cả.